Lời đầu tiên Hoàng xin kính chào quý cô chú anh chị em đang xem video nha. Và hôm nay Hoàng tiếp tục quay bán chiếc xe quay 50 phân khối dành cho các em học sinh không cần bằng lái nha cả nhà. Tình trạng xe là máy im, bình đề đầy đủ nha. Áo alpha nha cả nhà, nguyên bộ áo alpha luôn nha. Bộ alpha. Rồi bây giờ mình sẽ quay xung quanh một vòng cho cả nhà mình xem rồi mình sẽ vô quay chi tiết cho cô chú anh chị em biết kỹ hơn về chiếc xe quay 50 này nha. Xe này biển số 67FK6445. 50 phân khối dành cho các em học sinh không cần bằng lái nha cả nhà. Đó. Áo pem green hay cả nhà. Chá đèn alpha luôn nha. Chá đèn của alpha lốc đen nha cô chú anh chị em. Áo alpha thì nó theo năm tháng nó có hơi chạy nhẹ một vài chỗ nha. Hồi trước gắn cái gỗ để đồ ha, cho nên nó chạy ngay đây nha. Dưới mỏ dè có chạy xíu nha. Cũng còn liền lạc sạch sẽ đẹp nha cả nhà. Cam bắt mới nha, dành không có một lũng nữa cô chú anh chị em. Ốc bán sáng đẹp nha. Đó, bạc rồi có sơn là hết. Máy im nha cả nhà. Xíu mình sẽ quét máy sau nha. Lốc của lăng đu cá mình có sơn mới nha cả nhà. Sơn đẹp nha, không có sơn xịt nha cả nhà. Đó. Nguyên bộ áo alpha luôn. Rồi, bách nhôm này mình có tha mới luôn nha cả nhà. Gấp này gấp anh pha luôn nha cả nhà. Gấp anh pha nha. À, dành sau cũng không có một lũng nha cả nhà. Xe này sơn cũng còn khá cả nhà. Đó, sơn đẹp nha. Xe này yên anh pha luôn cả nhà. Đó. Yên anh pha luôn nha. Bô anh pha đẹp nha cả nhà. Mình bô rất là đẹp nha, không có một lũng nha cô chú anh chị em. Một cặp bách nhôm thao mới nha. Gấp anh pha. Theo xe có 2/2 nha cả nhà. Gấp nước sơn zin còn. Ốc bán mình gầm mới lại hết cả nhà. Đó. Lóc rồi sơn đẹp hết nha. Đó. Xe này mình có gắn cái đèn chở sáng nha. Đó, đèn chở sáng cái này luôn nha. Rồi để hoàn quét máy cho cả nhà nghe ha. Đời nhẹ rồi chạy thôi nha cả nhà. Máy thì thầm nữa cả nhà. Bon pha nữa nổ gắt lắm nha. Mọi chức năng đầy đủ. Đèn trước vẫn có nha cả nhà. Đó. Rồi, có đèn chạy sáng luôn nha. Rồi, ok, để Hoàng tắt máy nha. Thì sớm giờ Hoàng cũng quay chi tiết chiếc xe quay 50 phân khối này rồi ha. Thì tình trạng xe thì cũng có dọn mới ha, chân chân ha. Lốc bạc, sơn si, đồ đẹp nha. Áo alpha, bô alpha, yên alpha ha, cho đèn alpha luôn. Đó. Đồ còn rất là đẹp. Xe này Hoàng bán giá là 9 triệu nha. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu muốn mua sử dụng cứ liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 0974735753 ha. Hoặc đến trực tiếp cửa hàng của Hoàng thì gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Rồi cuối video thì Hoàng xin chúc cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp cả nhà mình ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.